Tuổi tác chỉ là con số nhưng cũng có thể khiến người ta điếng người. Isaac xịt keo đứng đơ khi fan tiết lộ chỉ thua mẹ của fan 3 tuổi, nhưng còn chưa xót xa bằng Lan Ngọc. Xin chào cô. Không chào cô, mẹ em hôm nay có 3 tuổi hơn. Xin chào chị. Mẹ em với chị bằng tuổi hả? Nén nhất. Mẹ nó lỡ lộn gì chứ. Diệu Nhi bị Ren Evan làm cho sượng chân vì màn nhầm lẫn, hết lừa được tổ quay phim mới 23, 25 tuổi. Năm gì 19 tuổi là lúc đó là năm 22, 2000 mấy? 22, từ năm em đẻ, 2001. Không có, nói vậy khán giả hiểu lầm, khán giả tưởng em 4 mấy tuổi. Trang Pháp tròn mắt khi biết người hâm mộ thua mình tới 20 tuổi, Thanh Ngọc tự tính tuổi rồi tự dãy đành đạch sao già vậy. Đôi khi tuổi tác cũng chỉ là con số, nhất là với những ngôi sao trong showbiz vốn đã có visual trẻ hơn tuổi thật, thế nhưng cũng có những lúc nó vẫn khiến cho người ta phải choáng váng đấy nha. Isaac nổi tiếng là nam thần hách tuổi, lớn nhất dàn các anh trai nhưng mà tâm hồn thì vẫn chẳng khác nào mỹ nam tuổi teen, mà gương mặt thì cũng chẳng bị thời gian bào mòn đi chút nào. Và đương nhiên fan của anh Sái thì cũng cực kỳ trẻ trung và dễ thương rồi, thế nhưng cũng có lúc phũ lắm. Chẳng hạn như có cô gái vừa khiến anh Sái đứng hình khi yêu cầu thần tượng gửi lời tới mẹ mình nhưng mà anh vừa chào cô thì đã bị ý kiến ngay rằng đừng chào cô, vì mẹ người ta hơn anh đây có 3 tuổi thôi. Tuy nhiên, không để cho sự sượng chân kịp lên men, Isaac đã lập tức sửa lời ngay thành em chào chị khiến cho cả idol lẫn fan đều không nhịn được cười. Nhưng cũng khó trách, ở tuổi của anh Sái người ta kết hôn và có con lớn là quá bình thường mà. Lan Ngọc tuy rằng đã 34 tuổi nhưng cũng là mang danh ngọc nữ 9X trẻ trung phơi phới chẳng khác gì mỹ nữ đôi mươi, fan thì đông lắm nhưng sơ hở là gặp kiếp nạn ngay. Từng có lần vừa trang điểm vừa livestream giao lưu cùng fan, mỹ nhân này đã phải choáng váng khi đọc được bình luận rằng mình bằng tuổi mẹ của người ta. Mới sáng ngày ra mà trái tim yếu đuối của Lan Ngọc đã bị tổn thương sâu sắc vậy đấy nên cô nàng cạn lời cạn tiếng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Lan Ngọc đã quá quen với cái sự phũ phàng của dân mạng rồi. Lần nào livestream mà cô nàng chẳng dính vài câu bình luận không mấy êm tai nhưng người khác thì bỏ qua chứ Lan Ngọc là đọc lên hết luôn, còn thấy vui nữa. Diệu Nhi thì không bị fan làm cho tổn thương nhưng được Ren Evan làm cho không nói nên lời. Trước câu hỏi Diệu Nhi học đại học sân khấu điện ảnh năm nào, trong khi Bùi Công Nam nói năm 19 tuổi, Ren Evan lại nói luôn rằng đó năm anh chàng đẻ, cụ thể là 2001, sau đó lại sửa lại thành năm 2000. Diệu Nhi lập tức gục ngã sau câu nói của đàn em, kêu la rằng sai rồi, nói thế năm nay mình hơn 40 rồi à. Sau đó Bùi Công Nam lại hỏi tới tuổi và người đẹp đành phải để lộ ra mình sinh năm 1991. Tổn thương sâu sắc liên tiếp từ những người em, Diệu Nhi đã lên tiếng yêu cầu mấy đoạn này nên dùng tiếng bíp che đi vì nhiều khán giả và tổ quay phim đều đang nghĩ Diệu Nhi mới 23, 25 tuổi thôi, thế này là lộ hết rồi còn gì nữa. Trang Pháp là mỹ nhân sinh cuối 8X nhưng gương mặt hay phong cách vẫn trẻ trung như người đẹp Gen Z vậy đó, không hỏi tuổi thì nào có ai biết. Tuy nhiên hiện thực thì vẫn phũ phàng hiện ra khi đi fan meeting chị đẹp này được trò chuyện với fan và bạn ấy tiết lộ mình thua thần tượng 20 tuổi. Khi nghe giới thiệu, Trang Pháp đã không giấu được sự choáng váng, bàng hoàng cộng thêm hốt hoảng nữa. Nhưng người đẹp này cũng lấy lại cảm xúc nhanh lắm, mấy chuyện này thường thôi mà. Thanh Ngọc vừa tham gia talk show và trò chuyện cùng một bạn khán giả 24 tuổi, sinh năm 2000. Có vẻ chàng trai ấy không biết tới nhóm mắt ngọc khiến chị đẹp tò mò hỏi tuổi người ta. Và cũng không ai hỏi nhưng chị đẹp tự khai ra mình sinh năm 83, tự tính ra hơn người ta 17 tuổi và dãy nảy lên là sao nhiều quá. Sau đó Thanh Ngọc mới ý thức được và bừng tỉnh khi nhận ra mình đã già dữ lắm rồi khiến mọi người xung quanh đều bật cười theo. Thật may là bạn khán giả này cũng rất tinh tế khi nói lại rằng bạn ấy lớn nhanh chứ chị không già, tâm hồn của chị đẹp cũng được an ủi phần nào. Sinh năm 2000. Dạ. Chị sinh năm 83 là hơn mấy tuổi ta? Hơn 17 tuổi. Hơn 17 tuổi. Hơn 17 tuổi dữ vậy? Trời ơi chứ gì trời.